chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyên mục Bi Can Cook. Và hôm nay món ăn tôi sẽ làm trong video clip này nó rất là đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm luôn. Tôi không có biết là nó có thành công hay không. Nếu như không thành công thì thôi. À, đây là một cái món mà không phải là một món ăn mặn. Nó là đồ ngọt. Nó có tên tiếng Anh là balloon pudding. Thì tiếng Việt là cái gì ta? Nôm na là bong bóng pudding. Thì nó hình dạng như thế nào và ăn ra làm sao thì các bạn hãy xem hết video clip này nha. Tại vì thật ra tôi cũng không có diễn tả như thế nào hết. Thì nguyên liệu là chúng ta làm cái này rất là dễ dàng. Bong bóng mà đúng không? Thì đương nhiên chúng ta sẽ phải có bong bóng. Đây là một loại bong bóng thỏi còi. Nhưng mà tí nữa chứ tôi sẽ lấy cái bong bóng ra. Tôi sẽ không lấy cái cây còi làm gì. Và ở đây là cần có baking soda. Baking soda để làm gì? Để chúng ta có thể rửa bong bóng, để tiệt trùng bong bóng. Tại vì bây giờ ít nhiều vậy bong bóng nó cũng sẽ rất là dơ. Cho nên là lát nữa mình sẽ lấy cái này để mà mình vệ sinh bong bóng. Và ở đây, nhân vật chính của chúng ta đó chính là bột làm bánh pudding. Đáng lẽ là tôi phải tự làm pudding cơ, là tôi phải mua mấy cái sữa, mấy cái kem về làm. Nhưng mà do là tôi không biết làm, thế nên là tôi phải mua sẵn cái bột. Bột này rất dễ dàng thôi, đây nó có hướng dẫn sử dụng là chuẩn bị nước 220ml nước sôi, cho bột vào khuấy mạnh liên tục khoảng 2 phút. Sau đó để vào ngăn mát tủ lạnh từ 2-3 tiếng. Thế là xong. Thì cái này chắc là bây giờ tôi làm xong rồi tới tối cỡ chừng 12 giờ đi, 12 giờ đêm tôi lấy ra cho mọi người ăn. Có ác quá không vợ? Ăn đêm rất là mập mà lại còn ăn pudding nữa. Nhưng mà thôi kệ đây, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Thì ở đây đang có hai loại, đó chính là trà xanh và sô-cô-la. Thì chắc tôi sẽ làm luôn hai loại này. Let's go. Thì đây, tôi sẽ tháo mấy cái bong bóng ra. Trời đúng không? Đó, bứt ra chúng ta sẽ lấy một cái bong bóng không thôi. Cái này là chắc sẽ làm 5 cái. 5 cái là được. Ở đây có màu này, thế còn thiếu màu cam. Nhưng mà 5 cái. 6 cái, cho thêm một cái màu hồng nữa. Và bây giờ để chúng ta rửa. Rửa cái này thì sẽ lấy baking soda. Trời má, xem xíu đổ rồi. Wow, this is baking soda. Thì cái này chưa có xài qua bao giờ. Cũng không biết là bao nhiêu là đủ. 2-3 thìa. Sẽ đang khuấy đều lên. Này giống bột quá vậy. Là bột baking soda mà. Xong rồi, sau đó chúng ta sẽ bỏ bong bóng vào. Thì cái nước này là mình lấy nước ấm, một tí nước sôi pha chung với lại nước uống bình thường, một cho nó ấm ấm thôi. Sau đó để ngâm vào để rửa bong bóng này. Thì chúng ta phải nhớ là rửa thì phải rửa kỹ. Cái này cũng các bạn có thể làm ở nhà, xong rồi tặng cho bố mẹ, anh chị gì đó ăn. Thì theo tôi nghĩ là bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ để ngâm như thế này một tí nữa rồi lấy ra. Và đây là hai cái tô nước sôi mà mình đã mới vừa lấy. Và bây giờ mình sẽ cho cái gói bột này. Đây là gói bột trà xanh, bột pudding trà xanh. Ta ta. Sau đó mình sẽ bỏ vào. Người ta kêu là khuấy đều liên tục trong 2 phút. Còn đây là bột sô cô la. Các bạn phải biết là khi ăn sô-cô-la chúng ta sẽ thông minh đó các bạn biết không? Con nít ở nước ngoài này ăn sô-cô-la rất nhiều. Hoa thơm quá. Và cái pudding là mình đã nhờ người khuấy giùm. Còn bây giờ mình sẽ ngồi mình rửa cái này. Đây, mình sẽ lấy ra. And xong, sau đó chúng ta sẽ đến với công đoạn chùi bong bóng cho nó khô ráo. Đây là khăn giấy mà mình đã lấy, giấy ăn. Xong rồi sau đó mình sẽ chùi cho nó khô ráo. Và bây giờ mình cần phải có một cái phễu và cách để làm một cái phễu là mình sẽ dùng một chai nước. Sau đó mình sẽ cắt nó ra. Và đây là chai nước La Vi. Thì đây là cái phễu, là cái phễu mình tự chế. Và cách để mình bỏ pudding vào bong bóng là mình sẽ phải... Đây. Bây giờ thì mình cần phải đổ mấy cái này vào. Nhưng mà... Cái gì? Cái muôi? Cái giá. Không, cái này là em phải bóp. Sao mỗi cái bong bóng chỉ được như đây? Không, cái này là em phải cho vào cái chai á, xong rồi em bóp.
bóp nè. Không, phải cho cái chai á. Cho một cái chai á. Phải cho cái chai Lavi á. Và pudding chúng ta được nhiêu đây? Cái chai thì nó sẽ bóp, cái lực nó bóp. Ok. Bây giờ em đổ cái này vào cái bình. Rồi em đổ cái này vào cái bình, xong em rót cái chai này. Đúng không? Ừ nhờ, sao mình thiếu thông minh thế nhờ? Lấy cái bẻo kìa. Đó vô cái bẻo. Con mẹ nó bẻo. A few moments later. Ok. Nó quẹo cái chai. Thử thôi. Đó. Sao lại gút lên nữa rồi? Ok, mình có thể cột nó bằng cách này, tại vì nó còn rất là dài. Nó không phải cột như thế này nè. Đây đây, cha cha. Đó, xinh chưa? Này gớm chó chứ xinh chó nào. No hơn. Bây giờ mình sẽ đến với sô-cô-la. Đó, mà đã có kinh nghiệm từ đợt trước các bạn hiểu không? Cái gì cũng vậy, ai mà không có sai lầm. Đó, điêu luyện chưa? Xong rồi, sau đó mình sẽ đổ vào cái chai. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái màu hồng đi. Ok. Không chán lê quá. Một phát. Mới tắm. Và mình đã có 4 quả trứng. Xinh à, xinh à chị My. This is Balloon pudding. Rồi, dọn. Mình sẽ đi vào đi tắm xong tí nữa mình sẽ ra mình trang trí nó. Ok. Và đây là những cái bóng balloon pudding mình đã xong nè, các bạn thấy nè em. Pudding nó đông rồi nè. Sắp ăn được rồi đó mọi người. Các bạn thấy đen đen ở dưới không? Đó, nó hơi sẫm sẫm mà ở dưới là nghe nó đông lại rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lấy ra và mình cho vào tủ lạnh. Không có để tủ đá, để tủ này thôi. Đây, mình sẽ để vào xong mà lát chừng 2 tiếng mình sẽ lấy ra, xong sau đó mình sẽ make up cho nó, mình vẽ mặt cười rồi xong rồi mình đeo nơ lên, xong mình sẽ đi tặng mọi người. Đã 2 tiếng trôi qua thì bây giờ mình sẽ lấy cái pudding, balloon pudding của tôi ra. Ôi nặng nhờ, hình như nó đông lại thì nó nặng hơn thì phải. Thì bây giờ tôi sẽ trang trí lên mọi người ạ. Cột cái nơ vào, nhìn nó hơi củ chuối nhưng mà thôi kệ đi. Rồi giờ là đến công đoạn make up. Anh ơi, nhìn thấy ghê quá à. Mình sẽ đây là mặt be happy, skin be happy của mình. And cái mặt này xong rồi cái lưỡi. Ok. Đây là bánh balloon pudding emoji. Cảm xúc là emoji đúng không? Balloon pudding emoji by Navi. Và bây giờ mình sẽ đi mời người ăn. Hoặc không, mình sẽ là người chọn trước. Mình sẽ tự thưởng cho mình trước. Vì là tôi thích màu xanh nhưng ở đây không có màu xanh dương, thế nên tôi sẽ chọn màu hồng. Đây. Kém xíu nữa là rớt. Màu hồng. Cái mặt phai. Thảo My, có coi cái khung cảnh này không? Belly belly belly. Rung. Chọt đi. Chọt nó không đó. Lấy thật cái to ra mà chọc. Sao người ta làm thế ngon lắm à.
Và đây là bong bóng pudding của mình. Cũng ngon mà. Hơi lạc thôi. Lúc lấy ra nó hơi dễ ghê thôi nhưng mà ok. Không, mình sẽ đổi là mình sẽ tặng chị Umi cái này. Chị Umi, đây là balloon pudding emoji. À, ngon không chị? Thì cái này là gì ta? Pudding. Nhưng mà nó được làm trong bong bóng. Thì nó có nghĩa là balloon. Balloon pudding emoji là cảm xúc. Là trên đây có mặt cảm xúc. Đó, chị hiểu không? À, nhưng cái này để làm gì? Ăn á chị. Ăn trong cái bong bóng. Đúng, không, không, không. Chị không cần ăn trong cái bong bóng. Giờ chị, cách đang là chị sẽ lấy cái này, chị chọc nó. Xong rồi nó sẽ bể ra một cái bên cái pudding. Chị sẽ surprise. Chị hiểu không? Nhưng mà chị có phải ăn không? Có, ngon chị. Nhưng mà cái này sạch không? Sạch, em đã rửa bằng baking soda. Chị hiểu không? Xua là trên mạng hướng dẫn như vậy. Xong em làm đúng rồi. Ăn được đúng không? Đúng rồi trời, em thấy người ta ăn mà. Rồi bây giờ cái này em vẽ. Nè, chị là nụ cười hiền hậu, chị hiểu không? Okay. Đó, nụ cười hiền hậu. Rồi bây giờ ăn đúng không? Đúng rồi, chị lấy, chị chọn nó ra, nó sẽ bể ra một cái pudding cho chị ăn. Mà em không... Được. Ở đây là có sô-cô-la với cả matcha này, em không biết cái này là cái gì á. Chị sợ nó bắn quá à. Không có bắn chị, nó không có bắn. Bây giờ chị chọn cái kỳ quá à, chị chọn... Pudding á chị. Chứ bình thường chọn sao? Người ta để nhẹ nhàng xong rồi nó sẽ bể luôn hẳn cái bong bóng ra. Nó sẽ... Cái này nhìn tuyệt. Chị làm thấy cũng gớm quá à. Hình như chị nghĩ là cái này là màu của matcha. Đúng rồi chị, matcha. Chứ không phải là màu gì đâu. Ê, chị là không trôn nha. Không, em không có trôn nè, em làm bacon cúc. Mà bacon cúc là lúc nào cũng là đồ ăn ngon hết á. Ăn đi chị. Cha cũng được mà chị ăn á, chị có cảm giác giống ăn cháo vậy á. Pudding. Cái này là pudding chị. Không, mấy cái mà bán bán sữa hả chị? À. Ủa nhưng mà em làm pudding mà, em làm pudding mà. Tại vì em ở trên mạng người ta chọt xong nó sẽ bể ra, nó sẽ ra một luộc cái cục rất cứng cứng mà vậy nè, nhìn dễ thương chị, người ta có thể đụng đụng vô. Mà sao em chọt cái đó vậy nè? Nhìn như bột em bé vậy. À. Đó, ăn thử sản phẩm của mình đi. Rõ ràng chị nói đúng đúng không? Nó ngon mà, như bán, cháo. Như bát sữa vậy đó. Buồn quá. Nó không ra được pudding của em. Chị nghĩ cái này mới ra được nè. Nè. Này là như sô-cô-la chị. Nói chung là mùi vị được phải không chị? Cái này thì ok, nhưng mà để trong cái bong bóng này thì nó không có được vệ sinh cho lắm. Tại vì em coi trên mạng. Có một lời khuyên là lần sau có làm thì làm cái khác nha. Vâng, em lần sau em sẽ làm cái khác. Thank you chị. Tôi sẽ đem đi dùng. Thì mình đã cho chị Umi thử rồi và mình thấy nó fail quá, cho nên chắc mình sẽ không dám tặng cho ai nữa. Tôi sẽ tự làm luôn. Hồi nãy chị Umi bảo là chắc là cái này nó sẽ ra pudding, thì mình thử xem nó có ra được pudding không. Sao nó dai quá mày? Ta sẽ cắt. Ngày buồn giờ áo ai khâu. Mình sẽ cắt ở đây đi. Sao nó cũng thấy ghê quá vậy? Còn cái này thì sao nhờ? Để thử. Oh shit. Béo hả? Không biết ai chỉ làm cái này luôn đó. Thảo mai. Các bạn đừng giỡn cái này nữa, có thể quay bên mặt tao. Qua lên mặt, ok. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Mặc dù cái video clip này nó có hơi tởm một tí, nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi đã phải lên mạng nghiên cứu các thứ, cách để làm pudding, bla 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 bla, làm vô cái bong bóng như thế nào. Nhưng mà thiệt đúng là đời không như là mơ mấy bạn. Đời không như là mơ. Tại vì tôi cũng không phải là chuyên gia làm bánh nữa, cho nên là bị fail, các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này của tôi. Nhớ like và subscribe để ủng hộ Nabi TV. Và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo sớm nhất từ mình nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Đừng nhấn này nữa. Đâu!